Cái trưởng nhân Đức Huy Hùng Dũng Đình Trọng. Văn Quyết cũng dẻo. Thủ môn Văn Công. Duy Mạnh. Văn Dũng. Mở bóng sang biên. Đức Huy. Văn Quyết. Hùng Dũng. Đức Huy. Hùng Dũng. Quang Hải. Quang Hải làm gì? 1-0. Trung vệ Đình Trọng với cả Minh Thành không cản được Quang Hải. Bóng rồi. Quang Hải đá rất khéo các bạn.
trọng. Thanh Lương, Thái Quý, Hoàng Việt Anh mất bóng rồi. Thank you.
đang chuyển bóng rất tốt ạ. Chuyển rất huy. Việt vị. Tiếp tục bóng rất nhanh.